Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, đón xuân mới, ngày mùng 1 Tết, các gia đình người Việt thường dắt nhau đi lễ chùa. Đi lễ chùa để vừa viếng thân nhân quá vãng đã gửi di ảnh ở chùa, vừa hái lộc hay nhận lộc đầu năm, vân vân. Tại thành phố San Jose, nghi lễ ghi nhận những hình ảnh người dân đi viếng chùa từ lâm và di lạc như sau. Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt ở tại chùa Từ Lâm, một ngôi chùa thuộc về Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Thống Nhất. Như chúng ta đã biết, đây là một cái tăng đoàn nhiều năm rồi, luôn gắn bó, mặc dù rằng bị Cộng sản Việt Nam đàn áp rất là khốc liệt, nhưng mà để đấu tranh cho cái nền Phật Pháp chính thống thì tăng đoàn đã bị cái sự trù dập rất là nhiều. Thí dụ thầy Thích Thiên Minh cũng đã mất, vân vân, ở trong tù. Hay là thầy Thích Không Tánh cũng bị phá chùa, rồi thì thầy Thích Thiện Minh vân vân. Thứ hai đó, thì thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là thầy Thích Viên Thông, trụ trì của chùa Từ Lâm tại thành phố San Jose, Bắc Cali. Trước hết hôm nay một Tết nghi lễ đến để mà đảnh lễ thầy, kính chúc thầy được vạn sự như ý, và đồng thời là dẫn dắt Phật tử giữ được cái nền chánh pháp. Thưa thầy, thì nhân cái dịp đầu năm, nếu có điều gì đó nói với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước thì thưa thầy sẽ có những cái lời gì thưa thầy? Dạ, Di Đà Phật, kính anh lời lữ, dạ kính chào quý khán thính giả. Dạ, thì để nhân hôm nay là ngày mùng 1 Tết, thì xin đại diện chùa Từ Lâm, chư tăng và Phật tử gửi lời chúc mừng mùa xuân, gửi những lời tốt đẹp nhất, cầu nguyện cho tất cả mọi người đều sự sức khỏe, sự an lành, sự cát tường ở tại quốc nội Hoa Kỳ cũng như là tại quê hương Việt Nam, được sự thịnh vượng, sự cát tường và vượt qua cái cơn dịch bệnh của Covid đã gây ra, tạo nhiều cái sự khó khăn trong cuộc sống. Mình mong, cầu mong bệnh dịch được sớm qua khỏi và đem lại cuộc sống an bình, sự thịnh vượng cát tường, đó là đem lại một cái mùa xuân đầy hy vọng trong tương lai năm Nhâm Dần này. Dạ. Dạ vâng, kính thưa thầy, thầy vừa nhắc đến đề dịch Covid-19 thì rõ ràng đây là một cái kiếp nạn mà có thể nói là gần 2 năm qua, không riêng ở Hoa Kỳ hay Việt Nam mà cả thế giới đó đều bị ảnh hưởng. Nó làm cho ảnh hưởng về cái công việc, ảnh hưởng về kinh tế, vân vân, và kể cả rất nhiều người vì Covid-19 mà đã bỏ mạng, đã không còn ở trên cõi đời này. Tuy nhiên, những người Việt xa xứ đang sống tại xứ sở tự do thì hưởng được những cái phúc lợi phải nói rằng rất là tốt, thí dụ như là tiêm ngừa, không có tiền bạc gì hết, rồi thậm chí là được kiểm, được test, vân vân. Trong khi cái Covid-19 vừa qua ngay trong nước của chúng ta, thưa thầy, cái hình ảnh rất là đau thương là người ta phải bỏ đi về quê và bị chẩn tới chẩn lui, rồi thì bị những cái trạm kiểm soát Covid đó, họ bắt phải test, nhưng mà mỗi lần test là tiền bạc vân vân, và chỉ có giá trị 3 ngày, rồi chỉ có người dân giúp dân thôi. Thì thưa thầy, tôi cũng được biết được rằng rất là nhiều chùa đã đi cứu trợ cho người dân, người nhiều chùa trong nước đã đi cứu trợ cho người dân. Thì thưa thầy, trước cái tình cảnh đau thương của đồng bào trong nước trong 1-2 năm vừa qua, thì thưa thầy có điều gì để chia sẻ? Tôi cũng được biết được rằng ở chùa Từ Hiếu đó cũng đã làm rất là nhiều cái công tác thiện nguyện, hay là thầy Thích Thiện Minh cũng đã làm rất là nhiều. Thì thưa thầy, có gì thầy nói với người dân và nói với các thầy đang còn ở trong nước, thầy có điều tâm tư gì gửi gắm thưa thầy? Dạ, dạ kính anh Nga Lữ, dạ kính chào quý tất cả quý vị. Dạ, vừa qua thì cái cơn dịch bệnh Covid đã tràn qua không chừa một cái đất nước nào hết, và quê hương Việt Nam của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, nhất là đồng bào Việt Nam. Thì trong những cái tháng ngày mà cao điểm ở tại Sài Gòn bệnh dịch, thì những hình ảnh mà đọc được ở trên mạng truyền thông xã hội đó, mình thấy rất là đau thương những người đồng bào quê hương mình phải chịu qua những cái sự rất là khó khăn trong cái cuộc sống do bệnh dịch gây ra. Nhìn từ trên cái khía cạnh mà một người sống trên đất nước Hoa Kỳ, thì mình thấy mặc dù Hoa Kỳ cũng là một cái đất nước bị ảnh hưởng bệnh dịch rất là nặng, nhưng mà với cái sự trợ giúp của chính phủ,
những vị quan chức chính quyền đã làm hết trách nhiệm những gì để phục vụ cho dân. Cho nên đó, người dân luôn luôn hướng những cái điều gì trên cái đất nước này đem lại. Mặc dù bệnh dịch đem ra nhưng mà nó không ảnh hưởng đến giờ tâm lý, không ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều, mà mọi người vẫn bình thản ở trong cuộc sống để mà vượt qua cơn bệnh dịch và hướng rất nhiều cái chính phủ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho đỡ con người nó vượt qua cái khó khăn của bệnh dịch không chừa tất cả một quốc gia nào. Tuy nhiên mình nhìn từ cái bên góc độ tại xã hội Hoa Kỳ thì mình mới thấy tội nghiệp cho những người dân của mình nhiều quá, quá sức. Đã bệnh dịch nó ập xuống là đau khổ rồi, nhưng mà cái sự vô trách nhiệm của cái người lãnh đạo đó, không hỗ trợ đúng mức cho người dân. Người dân đã làm, đã đóng thuế và khó khăn ở trong cuộc sống, nhưng mà khi bệnh dịch đến thì người dân phải hoàn toàn tự gánh vác và tự giúp đỡ lẫn nhau. Và trước cái hình ảnh đau khổ đó, nhiều chùa, nhiều chư tăng cũng xả thân để mà hỗ trợ đồng bào, hỗ trợ mọi người, chia sẻ những cái sự khó khăn đó để vượt qua cái cơn bệnh dịch. Thưa thầy, thì như cái tình hình mà con và thầy vừa điểm qua đó, thì trong cái thời gian trước đây hay là sau này nữa, thầy có nghĩ đến cái việc là vận động những Phật tử đó có những cái điều gì đó để mà hỗ trợ cho người dân ở trong nước? Bởi vì khi dịch như vậy thì rất nhiều gia đình đã đói, thưa thầy. Thì thầy có những cái chương trình trước đây hay là có những dự tính cho tương lai không, thưa thầy? Dạ, thì ở tại chùa thì thỉnh thoảng quý Phật tử cũng quyên góp là hỗ trợ. Thì khi mà những quý Phật tử hỗ trợ quyên góp thì chúng tôi gửi về cho chư tăng đích thân đi làm cái chuyện đó. Mấy hôm thì những lần trước thì có Hòa Thượng Không Tánh, ngày còn khỏe thì ngày đi làm để có những cái ngân khoản tịnh tài để ngày hỗ trợ các cái bệnh viện, các cái cơ cô như các em bị ung thư. Đặc biệt là, nhưng mà ngài Không Tánh thì rồi ngài cũng yếu, cho nên lúc này thì ngài chưa đủ cái sức khỏe để mà ngài đi làm cái công tác từ thiện được. Tuy nhiên là với cái tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, là một vị tăng làm sứ giả Như Lai mang lại cái sự an lạc đến cho tất cả mọi người, thì mình nhìn thấy hình ảnh đau khổ của người dân thì mình cũng phải làm một cái gì đó để chia sẻ lên cái tình thông cảm, cái tình tự quê hương, và nó thể hiện cái lòng từ bi cứu khổ của một vị tăng sĩ Phật giáo. Con cảm ơn thầy rất là nhiều, và mời thầy nói lời cuối cùng nhân cái dịp mà năm Nhâm Dần đang bắt đầu, rằng ngày hôm nay ngày đầu tiên, thì thầy có những cái lời chúc đối với những Phật tử người Việt trong và ngoài nước, thưa thầy. Dạ, thì năm mới hôm nay là năm đầu tiên. Theo cái truyền thống tâm linh thì cái ngày thiêng liêng nhất của trong năm, chúng tôi xin kính chúc quý Phật tử ở tại Hoa Kỳ có được sự sức khỏe, có được sự an lành, sự cát tường, sự thịnh vượng ở trong cuộc sống hơn nữa. Và riêng người Phật tử và đồng bào ở trong nước thì kính chúc tất cả mọi vị có được cái sự ấm no, sự tự do, thực sự như mà một người dân tại Hoa Kỳ đương hướng cái sự tự do, cái sự nhân quyền của con người mà không bị ai tước đoạt. Đó là nếu có được thì cái đó mới là một cái mùa xuân đầy ý nghĩa.
Nghi Lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 năm Nhâm Dần. Và thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại chùa Di Lạc. Bên cạnh chúng tôi là thầy Thích Pháp Lưu. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng chùa Di Lạc là một cái ngôi chùa mà ở đây có rất là nhiều cái tượng. Đặc biệt đây là cái nơi mà rất là đông Phật tử đã thăm viếng. Và đặc biệt nữa là tôi được biết rằng có lẽ rằng không chùa nào mạnh mẽ như là chùa Di Lạc khi mà những ngày Tết đều có những cái hội chợ Tết tại đây. Mà kính thưa thầy, qua cái hội chợ Tết mà ngày 29 và 30 vừa qua đó, thì thưa thầy, có điều gì mà thầy muốn nói cho đồng bào khắp nơi thế giới biết rằng tại sao hoạt động của chùa nó được mạnh mẽ như vậy, và những cái điều gì mà thầy ghi nhận, thầy vui, và thầy có cái lời chúc gì đối với đồng bào người Việt trong và ngoài nước, thưa thầy? Cảm ơn anh Nghe Lữ và kính chào quý khán giả của Net Việt TV. Thì chúng ta xa quê hương thì mình bỏ lại quê hương, mình xây dựng một cái quê hương thứ hai, thì cái quê hương này nó có những cái nét đẹp của nó, đó là văn hóa, truyền thống, những cái giá trị của dân tộc. Cho nên chúng tôi sinh hoạt nó mang cái tính chất văn hóa, truyền thống, dân tộc nhiều là bởi vì chúng ta muốn gìn giữ những cái giá trị đó, phát huy và đem lại những giá trị đó cho giới trẻ tương lai. Mà nếu mà mình không có làm, mình không có giống như là mình không có chịu làm thì mai mốt nó sẽ bị mất gốc, thì mình cũng đâu có làm gì được khác hơn là mình làm những cái sinh hoạt như vậy. Thì nó gọi là mưa dầm thì thấm đất, cho nên là cái hội Tết vừa qua nó gọi là hội Tết cổ truyền dân tộc, thì không cái mang cái tính chất gọi là chính trị, không mang cái tính chất là đảng phái, không mang cái tính chất là thương mại, nhưng nó là một cái hội Tết nó thuần túy là giúp cho cộng đồng, cho người Việt của chúng ta có những cái giây phút bình yên, có những cái thời gian nó thoải mái trong lòng, nó nhẹ nhàng để người ta vui sống trong cái thời buổi bây giờ rất là mệt mỏi với cái chuyện đại dịch, chuyện Covid này kia. Cho nên là mình cứ làm cái này cái kia thì thực sự nó cũng trên danh nghĩa thôi, chứ còn mình cũng rất là khó để mình gọi là mình làm cái gì nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà chúng tôi là một cái nhà tâm linh, một cái người làm văn hóa, thì chúng tôi nghĩ rằng là những đồng hương bà con mặc áo dài đi lễ hội, đi chụp hình, đi chùa, đến nhiều cái mục đích khác nhau, nhưng mà chúng tôi thấy đó là cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam, đó là tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam trong những cái ngày hội Tết, những ngày xuân như thế này rất là đặc biệt. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Nghe Lữ rất là tâm đắc cái lời của thầy Pháp Lưu nói, bởi vì rõ ràng rằng người Việt chúng ta là một trong những sắc dân thiểu số tại cái đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng có thể nói rằng Tết là Tết Á Đông, cái ngày Tết Á Đông, nhưng mà phải nói là cái cộng đồng người Việt đó đã làm cho các sắc dân khác rất là ngưỡng mộ với những chiếc áo dài tha thước, và đồng thời rằng có rất là nhiều cái hội chợ Tết để nói lên cái sự hiện diện của đồng người Việt. Thưa thầy, nhưng mà như thầy thấy đó là cái dịch Covid-19 vừa qua thì nó đã làm cho không riêng ở Hoa Kỳ hay là Việt Nam mà cả thế giới đó đã rất là điêu đứng. Nhiều người đã ra đi rồi, thì nền kinh tế đi xuống, vân vân. Thì thưa thầy, có một lời gì đó để chúc cho đồng bào người Việt trong và ngoài nước, thầy sẽ có cái lời gì trong xuân Nhâm Dần này, thưa thầy? Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta hãy vui sống và chúng ta gửi cái năng lượng từ bi yêu thương cho nhân loại, để mà nhân loại cố gắng vượt qua cái đại dịch Covid. Tại vì chúng ta chỉ có cái lòng thương thì mình mới chuyển hóa cái sự gọi là tàn hại của Covid-19. Thậm chí như chúng ta có vaccine, chúng ta có thuốc rồi, nhưng mà rồi cũng đâu có chấm dứt được, thì nó cũng càng lan truyền mạnh. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta nên rải cái lòng thương, cái tâm từ, để mình cầu nguyện hồi hướng công đức cho những cái người đã không may qua đời trong cái đại dịch Covid-19. Còn những người mà chúng ta đang sống thì mình hãy cố gắng sống mạnh khỏe, sống vui vẻ, và tạo ra một cái từ trường, cái năng lượng lành để mình có thể vượt qua cái bệnh dịch Covid-19. Mà bây giờ thì chúng ta gọi là hãy chung sống với Covid, chứ không có cách nào mà khác hơn nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là trên toàn cầu hiện nay thì đang rất là đau khổ vì cái tên Covid-19.
Nhưng mà chúng ta biết cách sống thì chúng ta sẽ có cái hạnh phúc, chúng ta sẽ có cái ánh sáng dưới đường hầm, chứ không là chúng ta bị bi quan, tiêu cực và chúng ta sống trong cái sự bế tắc thì không có thoát ra được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đồng bào ở đây cũng như ở trong nước thì chỉ có một cái cách, đó là chúng ta hãy sống chung với nó và chuyển sống hóa chung. Để chúng ta coi nó giống như là một người bạn, để mình giống như mình chuyển cái sự tàn hại của nó và những cái nghiệp mà nó đã tạo ra, đã giết chóc và rất là nhiều sinh mạng vô tội, thì đó là cái nghiệp thôi. Cho bà con thưởng xuân thôi. Thì có một số lan á là trồng trong nhà, yeah, thì nó thích ấm. Còn yeah, có những số là một số giống như là cymbidium thì phải trồng ở ngoài. Dạ. Cô đi vô đi xem gì nhỉ? Số này số mới của anh. Có những cái loại mà nó thơm. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Anh nhớ lên dạ, phương ngải nha. Cô đi vô đi, cô đi vô mà mới thấy quay gần á, mới thấy. Dạ. Có những cái loại obsidium là lan vũ nữ rất là thơm. Rồi có những cái loại mà nó to như vậy nè. Yeah. Có những loại mà nó thể trồng ở ngoài vườn. Cái cây này là đẹp nè. Cái loại này là đẹp nè. Cái loại này là thơm nè. Yeah. Cái này là thơm nè. Ok. Còn cái này là Danda. Cái này là nó sống ở miền nhiệt đới giống như Việt Nam rồi đó, Thái Lan. Cái bông nó to như vậy. Dạ. Nó cũng có những loại nó thơm, có những loại không thơm, nó rất là sôi, nó rất là đẹp. Thì một ngày phải tưới 2-3 lần, thái gì đó. Mùa hè thì 3-4 lần. Rồi mình cũng có một cái nursery ở gần đây, ở cái bên Alma DMV, thương hiệu của mình tên là Orchid Design. Bà con sau Tết muốn tới thưởng lãm hay là gì thì chỉ cần gọi mình. Số phone là 408-476-7153. Mấy năm gì đây, trăm gì đây, lô tô, quý thầy, quý cô, vậy chứ lô tô, hãy nghe mà cho kỹ, bằng tâm suy nghĩ, bỏ lỡ con cờ kinh, lối ngay tại... Một cụ quân dân đang phải chạy xe ôm. Cụ quân nhân chạy xe ôm. Sáu đầu qua đây. Sáu đầu xuống, sáu đầu xuống.